chào các bạn. Sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi là ngày chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương của mình dành cho thầy cô. Chính vì thế, hôm nay người Thu sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những tấm thiệp nổi như thế này dành cho thầy cô. Rất là độc đáo và xinh xắn. Đây là những vật liệu cần thiết cho tấm thiệp của chúng mình. Đây là keo sữa, còn đây là băng keo hai mặt. Còn đây là vật dụng trang trí. Đây là tấm bìa cứng màu. Và kia là hồ và dây ri băng. Còn vật dụng còn lại là kéo và thước. Đầu tiên các bạn gấp tờ bìa cứng lại. Sau đó các bạn cắt đôi tờ giấy ra. Chúng ta sẽ dùng phần này làm mặt trong của tấm thiệp. Và tiếp theo các bạn gấp tờ này lại. Và bây giờ các bạn kẽ như thế này. Và bây giờ chúng ta gom những cái phần thừa. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần mà mình đã vẽ. Sau khi cắt xong sẽ là như thế này. Sau khi làm xong, chúng ta có một sản phẩm như thế này. Và giờ chúng ta sẽ dán hai tấm thiệp lại với nhau. Xong, bây giờ chúng ta chỉ còn bước trang trí nữa thôi. Đây là những hình trang trí mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ lời chúc tốt đẹp dành cho thầy cô. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức thiệp. Các bạn có thấy đơn giản không? Chỉ sau vài bước chúng ta đã làm được những bức thiệp xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể tự tay mình làm những bức thiệp xinh xắn như thế này dành tặng cho thầy cô. Chúc các bạn thành công nhé.